Nhìn đầu như đầu con dê. Thúi dơm này hơn kho ngon kho gà nhiều. Nứt hết ra ngon. Đầu càng giống, nhìn càng giống con dầu con dê. Chị cũng tỏ ra là bán 100. Thỏ non thì nó nở, hai con nó nở với bao nhiêu? Ở đất này chục nữa thì này. Thỏ này nó đã đẻ mấy đứa rồi. Thỏ này đang đẻ. Đang đẻ thì nó chắc hơn khoảng kia. Mà thế này nó đỡ hao hơn. Con kia hai con kia nhìn bé mà nó nở ra bao nhiêu? Để sống rồi. Hơi hơi đỏ đỏ. Con chặt cả cái đùi ra. Cứ ninh nó đi chứ thỏ này thì sợ cái gì mà không ninh. Mấy nước này nhá, nước ăn ngon đấy. Bia, bia, bia. 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 Cái đùi thì là ngồi nhỉ? Cái than thì chắc là chín rồi. Nạc than thế thì không nói. Cái miếng ở giữa. Anh xử lý cái đùi đi đã, xem có gì để luộc luôn. Ăn giòn thật sật luôn. Chặt nóng lắm. Chín rồi. Đôi bác xử lý cái này. Ngon đấy.